Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách dùng để điều khiển trực tiếp động cơ không đồng bộ 3 pha. Thì ở đây mình đưa ra một cái sơ đồ nguyên lý gồm có mạch lực và mạch điều khiển. Trong cái mạch lực này thì mình sử dụng một các số các cái thiết bị cũng như là khí cụ điển như là cầu dao, cầu chì, khơi động từ. RN này chính là một cái relay nhiệt và đây là cái động cơ không đồng bộ. Thì cái cầu dao này thì mình có thể thay thế nó là một cái automat. Và cái relay nhiệt này thì nó có tác dụng chính của nó đó là bảo vệ quá tải cho cái động cơ không đồng bộ này. Thì mình cũng sẽ nói sơ qua số về cái mạch điều khiển này. Ở cái mạch điều khiển này thì mình sử dụng hai cái nút bấm on off đây và một số cái cầu chì. Ở đây có thêm một số cái đèn báo, đèn 1 và đèn 2. Đèn... Rồi, thì bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ đóng cầu dao để cấp nguồn. Khi chúng ta đóng cầu dao thì sẽ có dòng điện chảy qua cái cầu chì này và đi vào cái tiếp điện thường đóng này. Sau khi đi qua cái tiếp điện, dòng điện đi qua tiếp điện thường đóng này, nó sẽ đi tới cái on này. Và khi chúng ta nhấn on để mở, để bật động cơ đấy ạ. Khi chúng ta bấm on thì lúc đó dòng điện nó sẽ đi từ 1, 2, 3 đến 3 và vào cái K này. Nhưng khi chúng ta thả cái nút on này ra thì cái cuộn K này nó sẽ không có dòng điện ở trong đó đâu, đúng không ạ? Nó sẽ mất điện. Và để khắc phục điều đó thì trong cái cuộn K này nó có một cái cuộn hút. Khi có dòng điện đi qua cái cuộn hút đó đấy thì nó sẽ chuyển các cái trạng thái của các tiếp điểm trong cái khơi động từ này từ trạng thái thường mở sang trạng thái thường đóng, trạng thái đóng đấy. Thì lúc đó nó sẽ duy trì được cái dòng điện qua cái khởi động từ này. Khi có dòng điện qua cái khởi động từ này rồi á thì cái đèn 1 này nó sẽ báo sáng và nó sẽ chạy qua cái relay nhiệt này và đi vào động cơ đấy. Tức là khi nó qua K này nó vào bên mạch, đây là cái bên mạch lực nha, nó sẽ qua K này, sau đó nó vào RN này, nó vào relay nhiệt và nó đi vào động cơ đấy. Như vậy là động cơ nó sẽ chạy đấy. Thì đó là với trường hợp khởi động động cơ. Thì làm sao để chúng ta có thể tắt được nó? Để tắt thì chúng ta sử dụng cái nút bấm off này. Thì bình thường thì nó cái tiếp điểm này nó ở trạng thái đóng, đúng không ạ? Thì để tắt thì chúng ta ấn vào đây. Khi chúng ta ấn vào cái off này thì lúc đó cái này trong cái cuộn K này nó sẽ mất điện, đúng không ạ? Đấy. Vì nó sẽ mất điện thì nó sẽ không có dòng điện đi qua cái relay nhiệt này. Và tất nhiên thì nó sẽ không có dòng điện đi qua cái đi vào cái động cơ không đồng bộ này, đúng không ạ? Đấy. Và lúc đó thì cái động cơ nó sẽ dừng chuyển động, quay chậm dần đều theo quán tính. Đấy. Với trường hợp quá tải thì sao? Khi có hiện tượng quá tải thì tức là cái dòng điện nó tăng lên đột ngột, tăng cao thì nó sẽ làm cho nhiệt độ tăng lên. Và lúc này thì cái relay nhiệt nó sẽ ngắt. Nó sẽ ngắt, không cho dòng điện đi qua cái đi vào cái động cơ này, động cơ không đồng bộ này. Tức là gì? Khi có hiện tượng quá tải thì cái relay đây, relay mình cho đây là relay 1 nha. Cái relay 1 này này, cái tiếp điểm thường đóng của cái relay này nó sẽ chuyển sang trạng thái mở ra đấy. Và cái tiếp điểm thường mở bên đây nó sẽ chuyển sang trạng thái đóng đấy. Thì lúc đó nó sẽ thông dòng đi qua cái đèn 2 này, đúng không ạ? Và lúc đó cái đèn 2 này nó sáng lên là nó sẽ báo hiệu là đang xảy ra cái hiện tượng quá tải đó. Và nó lúc đó nó sẽ ngắt dòng đi qua đi vào động cơ đấy, đó. Ngắt dòng đi vào động cơ thì lúc đó động cơ chúng ta sẽ được bảo vệ
Thì trên đây là cách dùng để điều khiển trực tiếp một cái động cơ không đồng bộ và pha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.